Chào cả nhà, như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip để giải thích cho các bạn lý do vì sao mà Văn Quyết không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng khẳng định rằng Văn Quyết đang có một cái tầm ảnh hưởng, một cái sự cống hiến rất là nổi bật và thuyết phục ở câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Và chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy ngay trong cả 3 mặt trận Cúp Quốc gia, AFC Cup và V-League thì Văn Quyết đều đóng góp một phần rất lớn vào cái thành công chung của đội Hà Nội. Ở Cúp Quốc gia thì anh ghi bàn vào lưới của đội Nam Định để đưa đội bóng này vào đến tận trận bán kết. Ở AFC Cup thì trong cái trận đấu chung kết của khu vực Đông Nam Á với Bình Dương thì cả hai trận đấu Văn Quyết đều ghi bàn. Rồi đến khi mà chúng ta đá bán kết liên khu vực với Antianc thì Văn Quyết cũng hai trận đấu cũng đều ghi bàn, tổng cộng là 3 bàn thắng. Quang Hải chỉ có ghi được có 2 bàn thôi. Và một điều cực kỳ quan trọng nữa là ở V-League thì sau khi đã bị để cho Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua thì cái phong độ cực kỳ ấn tượng của Văn Quyết với 4 lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thì anh ấy đã giúp câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giành lại ngôi đầu bảng. Và đến sau vòng 21, tức là khi mà các đội bóng thi đấu bằng số trận nhau thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bây giờ đang hơn Thành phố Hồ Chí Minh đến tận 5 điểm. Mặc dù phong độ ấn tượng như thế, cái kỹ năng ghi bàn rất là đa dạng và luôn luôn có mặt trong những cái giai đoạn khó khăn nhất của trận đấu, khó khăn nhất của đội bóng. Và tôi tin rằng nếu như không có sự xuất sắc của Văn Quyết thì không bao giờ Hà Nội có được một cái vị thế như ngày hôm nay. Và đương nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất quan tâm đến cái màn trình diễn của Văn Quyết. Bởi vì nói gì thì nói thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã từng trao chiếc băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia cho Văn Quyết ở AFC Cup, cái giải đấu duy nhất mà chúng ta đăng quang chức vô địch. Những cái giải đấu khác thì chúng ta cũng có những cái thành tựu, chúng ta cũng có những cột mốc lịch sử, nhưng chỉ có AFF Cup chúng ta mới có chức vô địch thôi. Thì ở đây để chúng ta nói một điều là Văn Quyết có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn với các đồng đội cũng như là trong suy nghĩ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Những câu hỏi được đặt ra là tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại không triệu tập Văn Quyết cho trận đấu với Thái Lan? Thì nó có hai lý do. Lý do đầu tiên là liên quan đến chuyên môn, liên quan đến chiến thuật. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói với chúng ta rồi là đội Thái Lan là đội mà hiện nay huấn luyện viên Akira Nishino là một người có một cái thói quen là dùng cái hàng tiền vệ để bóp nghẹt đối thủ, chia cắt cái bộ phận tấn công và bộ phận phòng ngự của đối thủ ra làm hai, tức là làm mất đi cái tính liên kết trong lối chơi. Cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo cần có những cái tiền vệ thực sự mạnh. Mạnh ở đây được hiểu theo nghĩa là mạnh cả trong tấn công, mạnh cả trong phòng ngự, và đặc biệt là phải thoát pressing rất là nhanh, không cầm bóng nhiều. Đấy, và chúng ta trong trận đấu với Thái Lan ấy thì chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công và tốc độ sẽ là điểm nhấn. Chúng ta cần những cái đường truyền một chạm, chúng ta cần những pha xử lý nhanh để tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ khi mà đối thủ đang tấn công và chưa kịp lui về phòng ngự. Thì cả hai yếu tố trên, huấn luyện viên Park Hang-seo đều nghĩ rằng Văn Quyết là người không phù hợp. Vì thứ nhất là Văn Quyết có thể là một người chơi rất là xông xáo, nhưng cái kỹ năng về phòng ngự của Văn Quyết thì không được bằng những cầu thủ khác. Và cái điều đặc biệt quan trọng là Văn Quyết rất hay cầm bóng và nó làm cho cái nhịp của trận đấu nó bị chậm lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì không muốn như thế. Ông muốn những cái đường truyền một chạm, những cái pha tấn công nhanh, những cái pha mà có thể nói là chúng ta dùng rất ít chạm, mất rất ít thời gian, nhưng phải đưa được quả bóng vào cái vị trí có thể dứt điểm. Thì đây là cái yếu tố mà Văn Quyết đang không có. Và đang có một cái sự khác biệt trong cách chơi của đội Hà Nội với đội tuyển quốc gia. Đội Hà Nội là ở kể cả V-League hay là gặp Antianc ở AFC Cup vừa rồi, chúng ta đều thấy là Hà Nội cầm bóng và tấn công một cách chủ động. Trong khi đó ở đội tuyển quốc gia thì chúng ta chơi phòng ngự phản công, tức là chúng ta sẽ đá hơi lùi một tí. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có những đường truyền phản công và những cầu thủ ở trên phải xử lý rất là nhanh. Và Văn Quyết thì thường theo cái cách đánh giá là hơi lạm dụng về kỹ thuật, giữ lại bóng nhiều và làm nó giảm cái nhịp độ phản công của chúng ta. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì có một cách tuyển quân rất là hay và ông rất là tôn trọng ý kiến của các trợ lý. Và cái cách tuyển quân nó sẽ diễn ra như thế này: mỗi một người sẽ đi tìm những cái cầu thủ và ghi vào một cuốn sổ những cái tên mà mình muốn triệu tập lên đội tuyển quốc gia, và cái tên nào mà được nhiều người chấm nhất thì đấy là những cái tên sẽ được gọi. Và Văn Quyết thì có một trường hợp rất là lạ là Văn Quyết có tên trong tất cả các cái danh sách của các huấn luyện viên đi tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển. Và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ghi tên Văn Quyết vào, nhưng trong giây phút cuối cùng thì Văn Quyết lại không được chọn. Và lý do nó nằm ở chỗ là cái cách chơi của Văn Quyết, cái thói quen của Văn Quyết. Một yếu tố rất quan trọng nữa mà huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Văn Quyết, tức là đang bảo vệ cái uy tín cho Văn Quyết.
Bởi vì là trong cái trận đấu với Thái Lan ấy, thì cái khả năng để sử dụng Văn Quyết là không cao. Và ông không muốn là gọi một cầu thủ lớn như thế lên đội tuyển quốc gia chỉ để đóng vai trò dự bị, và có thể làm cho Văn Quyết cảm thấy có một chút gì đấy là không tốt, rồi cảm thấy là nó có những cái suy nghĩ nó không được tích cực. Và tôi có thể cam đoan một điều, khi cái lối chơi của chúng ta khác, gặp đối thủ khác thì có thể Văn Quyết sẽ được sử dụng. Ví dụ trận đấu với Malaysia hay là Indonesia chẳng hạn, thì chắc là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cần có một người anh lớn, một người thủ lĩnh, một người cầm được nhịp trong một cái thế trận mà chúng ta tấn công chủ động, tấn công một cách áp đặt. Và mình tin là huấn luyện viên Park Hang-seo có lý của ông. Ông đã cực kỳ dũng cảm khi gạt cái tên Văn Quyết ra khỏi trận đấu với Thái Lan, vì chúng ta biết là Văn Quyết cũng rất là khát khao. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì thừa sức để cảm nhận được cái sự khát khao của học trò, và Văn Quyết đã cố gắng hết sức để có thể thuyết phục được thầy Park Hang-seo. Nhưng có một điều mình rất mong muốn là giữa thầy Park cũng như là Văn Quyết nên có sự trao đổi với nhau để chúng ta có thể thay đổi các cầu thủ của mình nó phù hợp với cái nhu cầu của đội tuyển, nhu cầu về mặt chiến thuật, như thế thì tốt hơn rất là nhiều. Minh Hải thì cũng biết là hiện nay đang có những quan điểm rất là khác nhau về trường hợp của Văn Quyết. Nhiều người thì ủng hộ Văn Quyết lên đội tuyển, nhiều người thì phản đối. Và mình cũng rất là mong muốn được biết cái quan điểm của các bạn một cách xây dựng nhất, và hy vọng rằng chúng ta đừng bao giờ dùng những cái từ nó mang tính miệt thị hoặc là nó thiếu tôn trọng với những cầu thủ, không chỉ với Văn Quyết đâu, với tất cả mọi người. Mình cũng rất buồn là có những cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông lại sử dụng những cái từ như là tù trưởng cho Văn Quyết. Mình nghĩ là những cái người mà sử dụng cái ngôn từ như vậy hoàn toàn không hiểu về Văn Quyết. Văn Quyết tài năng, Văn Quyết là người rất là cố gắng, và ở như cái tầm như Văn Quyết mà bây giờ vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng, vẫn khát khao, vẫn chờ đợi. Và các bạn có thấy không, thời gian vừa rồi Văn Quyết nói rất là ít, và bạn ấy muốn nói trên sân bóng, nói bằng những bàn thắng. Và là một cầu thủ chúng ta biết rồi, hô hấp bằng những trận đấu, hô hấp bằng những chiến thắng và hô hấp bằng những bàn thắng của mình. Và mình nghĩ là trong khoảng tầm 3 tháng vừa rồi ở Việt Nam chắc không có ai chơi tốt hơn và hiệu quả hơn Văn Quyết. Nhưng cái chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Văn Quyết thì nó không phải là đánh giá Văn Quyết là một cầu thủ kém, mà chỉ là không phù hợp trong trận đấu này, không phù hợp với chiến thuật này và không phù hợp với đối thủ này. Còn về sau Văn Quyết có thể trở lại và vẫn đeo băng đội trưởng như bình thường. Một câu chuyện nữa mà mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn là tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại gọi những cầu thủ chấn thương lên tuyển, ví dụ như là Đoàn Văn Hậu, ví dụ như là Nguyễn Trọng Hoàng, và còn lấy cả phòng cho hai thương binh mà chắc chắn là không thể thi đấu được trong năm nay, đấy là Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức. Thì câu trả lời nó nằm ở đây. Thứ nhất là như huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng nói là tôi là một người đàn ông không dễ từ bỏ. Nếu như bác sĩ nói rằng Hậu, Hoàng hay bất cứ một cầu thủ nào đủ sức khỏe để thi đấu, tôi sẽ đăng ký cầu thủ này vào danh sách ngay lập tức. Thì ở đây có thể nói một điều là huấn luyện viên Park Hang-seo luôn luôn chờ đợi đến giây phút cuối cùng. Nếu như cầu thủ của mình bình phục được thì ông sẽ sử dụng. Trường hợp này là trường hợp chúng ta thấy là rất là thành công với Duy Mạnh. Trước King's Cup chúng ta thấy là mọi người nói rằng là Duy Mạnh không thể thi đấu được, và tất cả mọi người mặc định là không thể thi đấu được. Nhưng khi bác sĩ Choi thăm khám cho Duy Mạnh và nói rằng là hoàn toàn có thể thi đấu được, thầy Park lại gọi lên đội tuyển. Lúc đấy rất nhiều người nói rằng là tại sao lại gọi, và cuối cùng thì chúng ta đã nhìn thấy là Duy Mạnh thi đấu được cả trong hai trận, một là trận đấu với Thái Lan, hai là trận đấu với Curaçao ở King's Cup đấy. Và trường hợp của Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng tương tự như thế. Mình thì mình không tin, bởi vì mình hôm qua mình đã xem Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng tập ở trên sân rồi, mình thấy là thực sự là họ bị chấn thương và không thể thi đấu được trong trận đấu với Thái Lan. Nhưng mình cũng đang hơi bị lưỡng trong đầu, là vì mình vẫn rất là khâm phục cái tài năng của bác sĩ Choi, và mình hy vọng rằng bác sĩ Choi sẽ giúp cho các cầu thủ này bình phục một cách nhanh nhất. Có thể không kịp cho trận đấu với Thái Lan, nhưng có thể là sẽ kịp cho những cái trận đấu trong tháng 10. Như thế thì sẽ rất là tốt, và mình tin chắc là hai cầu thủ này sẽ trở lại được ở trong tháng 10. Còn trường hợp của Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng thì sao ạ? Nếu mà chúng ta đặt mình vào vị trí của một cầu thủ bị chấn thương, chúng ta sẽ cảm thấy rất lo lắng khi đội tuyển hội quân mà chúng ta lại ở một nơi rất là xa, thì thực sự là chúng ta sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta cống hiến được thì mọi người chào đón. Nhưng khi chúng ta bị chấn thương thì mọi người lại lãng quên. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn chữa cái bệnh tâm lý cho cầu thủ bằng cách là đặt phòng cho họ. Tức là gì? Vẫn có một sự cam kết là các con vẫn nằm trong danh sách của đội tuyển. Và một điều rất quan trọng là gọi tất cả những cầu thủ này lên để làm sao? Để ở gần bác sĩ Choi, ở gần đội ngũ y tế của đội tuyển để được chăm sóc một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, để chuẩn bị cho những cái trận đấu quan trọng tới đây, cho những cái đấu trường tới đây. Và quan trọng hơn nữa là để cho các cầu thủ của chúng ta trở lại sân cỏ một cách sớm nhất, được chăm sóc một cách đúng nhất,
phác đồ một cách chuẩn nhất. Và một câu hỏi nữa là tại sao lại không triệu tập những cái cầu thủ khác để thay thế cho Văn Hậu hay là cho Trọng Hoàng? Thì huấn luyện viên Bang Sơ đã gần như fix được cái bộ khung rồi. Vì tới đây thì ông sẽ phải loại đi 4 người, tức là chúng ta chỉ có đăng ký có 23 cầu thủ thôi. Ông không muốn là gọi một cầu thủ lên chỉ có 3 ngày tập luyện rồi lại trả người ta về địa phương. Như thế thì vừa không tốt cho đội tuyển, vì trong một vài ngày cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, mà có thể để lại những cái sự không tốt, những cái sự thiếu tích cực trong suy nghĩ của chính cầu thủ bị trả về. Đấy, và mình nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một cái cách tính toán rất là chuẩn. Và bây giờ thì nói thật là cái mà mình đang cảm thấy rất là lo ngại là không biết tình hình chấn thương của một số người như là anh Đức, như là Hà Minh Tuấn như thế nào. Còn Đức Huy thì mới lên quả mụn. Đấy, rồi các cầu thủ của Hà Nội sẽ di chuyển ra làm sao, Công Phượng. Đấy là tất cả những cái mình mong muốn. Mình chỉ muốn, đấy là tất cả những điều mình lo ngại. Và mình muốn nói với tất cả các bạn một điều như thế này, là huấn luyện viên Park Hang-seo luôn luôn suy nghĩ một cách rất là khác biệt. Và ông thực sự rất là dũng cảm. Và cái mà chúng ta cần ở huấn luyện viên Park Hang-seo chính là sự dũng cảm, chính là những cái quyết định khác với tư duy của chúng ta. Và chính nhờ những cái yếu tố đó đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo chinh phục được thành công cùng với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng ta cần ông vì những tư duy khác biệt. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ tôn trọng ông. Ngày hôm qua khi mà trả lời phỏng vấn thì huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy rất là cáu khi mọi người nói về cái trường hợp là tại sao không triệu tập Văn Quyết, tại sao không triệu tập Hồ Tuấn Tài, một cầu thủ mà đang có hiệu suất ghi bàn cao nhất của V-League bây giờ, với 8 bàn chỉ sau 977 phút, trong khi Văn Toàn thì có 7 bàn nhưng mà sau 1800 mấy chục phút đó, tức là hơn gấp đôi. Văn Toàn thi đấu nhiều hơn gấp đôi số phút nhưng mà số lượng bàn thắng thì vẫn kém Hồ Tuấn Tài một bàn. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất là cáu, lúc đấy ông dùng những cái từ rất là kiểu rắn, cứng. Thì mình nghĩ là như thế thì hoàn toàn không nên. Chúng ta nên tôn trọng những cái suy nghĩ khác biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể hỏi thầy Park là vì sao, lý do nào và ông tính toán như thế nào khi mà có những cái quyết định như vậy. Thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn là tại sao ông lại không triệu tập người này, tại sao ông không triệu tập người kia. Thì mình nghĩ là không phải, chúng ta cần thầy Park vì những cái quyết định khác chúng ta. Bởi vì chúng ta mong muốn một cái kết khác như những gì nó đã diễn ra suốt 20 năm vừa rồi. Và đấy là lý do vì sao mình trân trọng huấn luyện viên Park Hang-seo. Mình luôn luôn đi tìm cái lý do vì sao ông lại làm như vậy. Và đấy, cả hai lý do chúng ta nhìn thấy, cả hai vấn đề của Văn Quyết hay là những cầu thủ chấn thương, chúng ta đều thấy là ông nghĩ cho tập thể đầu tiên, nhưng ông cũng không quên nghĩ về các cá nhân. Bởi vì các cá nhân chính là những nhân tố quan trọng để tạo ra một tập thể. Và không muốn ai bị bỏ rơi, không muốn ai bị chăm sóc một cách không được tốt nhất, không được hiệu quả nhất. Đấy, cho nên là mình nghĩ là từ những cái công việc rất nhỏ như thế thì chúng ta kết hợp vào nó sẽ thành một cái việc lớn. Chúng ta muốn làm được một việc lớn thì chúng ta phải làm tốt từ những việc nhỏ nhất. Và đấy là điều mình rất là trân trọng ở huấn luyện viên Park Hang-seo. Hy vọng là những cái câu trả lời như thế cũng đủ để giúp cho các bạn hiểu hơn về huấn luyện viên Park Hang-seo, ủng hộ hơn và hướng đến những cái thành tích cao hơn. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả tốt trên đất Thái.